xe nó 300 cho thuê làm nồi láp với cái nước mình có rồi. Quay bánh cho mình đó là làm sao lắc nó không kêu nữa nha, cố tình lắc luôn, còn viên nó lắc là cục nha. Rồi quay bánh đây, quay luôn đó. Rồi ok anh em yêu cầu thay mình nha. Trời nóng dữ vậy. Năm sáu cây nó lên tới đó đó hả? Quá luôn á. Xe nó bị quá nhiệt nha anh em. Quá nóng rồi. Có bị gì lâu chưa anh? Có bị à. Bữa tết nhập nước rồi anh vô rồi. Nóng hực ở đây luôn. Mở cái nước ra kiểm tra lại cái lò nó cũng hơi rung. Rồi tháo cái nước ra, sinh nhiệt cao quá rồi. Đây thì mình tháo cái nước nó lại vào láp ra, thì cái láp chạy lâu ngày nó bị rơ đó anh em, thì mình phải làm nó lại, cái thay hết mấy cái mặt đạn trong đây ra. Cái nước thì nó dơ nè, đóng bụi kì cái ngắt luôn. Nó, cái đường này nè, anh em thấy không? Thì mà khi mà cái kiết nó bơm từ máy lên á thì nó sẽ chạy qua bên đây. Cái quạt nó làm mát. Nhưng mà cái này nó nghẹt rồi, nên nó sinh nhiệt cao á, anh em thấy á. Với lại nước giải nhiệt tháo nó còn ít nữa. Thấy không? Bây giờ nó thành như nước lã rồi, nước trà nhé. Nồi mấy nước này màu xanh, chạy lâu quá nó chuyển màu luôn. Nó cái quạt này nó hơi yếu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại ha, xong mình quay cho anh em xem. Làm hết chưa cục cọc, nồi hết rung, mát máy hơn, không có sinh nhiệt nữa nha. Rồi sau đây với cái thắt 300mi xe này mình làm nồi láp với lại cái nước, rồi thay cái quạt lớn cho nó mát hơn nha. Đây, quạt lớn hơn nè, viên nó nhỏ lắm, lâu ngày nó không đủ tua, nó không có mát, nó nóng, nó sinh nhiệt. Cộng với cái kết này nè, hồi nãy là nó dơ lắm, giờ mình soi ra không là nó sạch sẽ hết rồi, nó không còn bị mắc kẹt mấy cái cát bụi đây nè. Cái bánh sau nó dít vô nó nằm đây, mình soi mấy cái lá gió lại hết luôn hả. Nồi mình phay cái bi vẽ độ nhớ theo bài đó. Nó mở cái tua lên đây, dừng hưởng lên tới đây thôi. Rồi làm món rồi láp, chui láp xử lý nhiệt, nó thú hết kiểu lọc cọc, thay hết mấy cái bạc đạn của Nhật, mấy tên ra bằng hết nha anh em.
đi nó im hơn, bền hơn. Thứ hai lọc gió được chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn ha. Bởi vì thì tại thời gian nó đóng bụi rồi không. Giờ mình lắp vô. Đàn cũ nó là nó rơ hết rồi. Mình lắp vô rồi mình test cho nó xem nha. Cái bốn ốc này xuống mình canh cái đồng tiền, mình xin đồng tiền lại nha anh em. Trước khi làm mình chim này lại hết nha, nhìn vậy nó không có dấu vô, mình không có biết rớt, nó không có dấu luôn. Chim cái bịch như là xài cái đầu này của Nhật đó anh em, nó vừa ôm vô con ốc đó, nó có giống rồi ba anh em luôn. Mình không biết đó nha, dặn dặn ngay cho anh đi. Mình rớt ra thì mình sẽ quay canh cho anh em xem nha. Đây, khi mình mở cái nắp đầu ra thì anh em coi nha, à, nó rơi phải không. Cái này là lỗi nhà sản xuất nha anh em, nắp 300 mà đời từ 2016 cho nên là nó bị đó, nó rờ ốc nổi luôn, nó nóng lên là nó hở ra, nó kêu cạch như đó. Canh này là phải có đồng tiền nè, nước nè, rồi thuốc lá nữa đó, điện tử lá rồi cho nó chính xác nha. Cái loại xe này nó bị khuyết cái đĩa nữa rồi, cái đĩa rồi bóp thắng nó kỳ lắm, nó ăn không đều á, cần phải đi mài cái đĩa rồi thay bố luôn. Đây, sau khi mình canh cái đồng tiền lại xong nè, nhìn thấy ha, nó khích lại nè, thấy không, chỉ rơ ngang thôi, cái xuôi là nó có nhịp khoảng 0.1 thôi, thấy không, còn viên nó hở lắm, nó nhịp cạch, cái nóng máy nó kêu nghe khó chịu lắm anh em, giống như mấy chiếc xe Trung Quốc vậy đó. Canh này là phải có đồng tiền, có thiết điện tử đầy đủ hết canh được nha. Rồi xong bây giờ mình siết vô cũng vậy á, cũng chim bịch rồi lại, nó không có dấu, nhìn như zin luôn. Lại như anh em nó có bán xe hay gì thì vẫn bình thường luôn, khỏi lo. Mở rất là kỹ nha. Xe này có làm nồi, có thay lọc gió rồi, canh thêm cái đồng tiền nữa. Okay. Nó dễ nhiệt Voltronic luôn nha anh em, Đức. Nước này nó mát hơn, mát hơn nhiều so với nước zin hãng nha. Kép nó dơ quá, xe này cái đồng tiền nó cũng kêu rồi, canh đồng tiền lại, canh nồi, đi làm cái quạt, kép nó dơ quá trời luôn, nghẹt cứ nhắc đây luôn, anh nằm thấy không? Đó, tại vì do nó nằm ở cái vị trí này nè, cái bánh nó lại nó dít vô, rồi nó nghẹt ở đây, thì nước đó, khi mà nó bơm từ cái máy lên đó nè. Thì nó phải lòn qua đây, nó chạy qua đây ha. Thì nó qua đây cái nó làm mát không được,
nó nóng, nó sinh nhiệt cao rồi. Giờ mình phải xúc rồi mình thông mấy cái két nước lại cho nó mát nha. Nó thay nước gia nhiệt luôn. Nước này là nước của Honda. Thay nước gia nhiệt của châu Âu nó mát hơn. Rồi, ok. À, giờ lắm nha anh em. Nó nghẹt mấy đường cứ nhắc luôn. Rồi lắm nha anh em. Bữa đây ngon luôn á. Cắt luôn. Chỉnh cái giòi đó, nó tỏ ra nha anh em. Cái mạnh quá là nó xếp mấy cái này. Rồi trước thắt ba trăm mi thì mình vệ sinh xúc rửa rồi mình thông mấy cái đường nước này hết nha anh em, nó sạch sẽ hết nha, rửa là nó hết bụi nè, nó sạch luôn. Mình xoay mấy cái lá gió ra hết cho nó mát máy, nó thông gió hơn. Mình thay cái quạt lớn luôn nè, quạt zin nó yếu rồi, với bản thân quạt zin nó bình thường nó nhỏ, diện tích nó nhỏ hơn nè ha, rồi quạt lớn hơn cái tua nó cao hơn. Rồi xe này mình canh đồng tiền với Lâm Nội rồi mình thay nước giải nhiệt luôn. Nước của Voltronic nha anh em, của Đức nha, Voltronic R31. Ok, rồi dứt đây. Rồi thì mình canh đồng tiền máy yên nè, rồi gắn cái quạt, nó hút rất là mạnh nha, đó, ở ra. Đây, thì mình thay cái quạt xong á. Cho anh em theo đó, rất là mạnh nha. Đó. Cái gió nó thổi nó mát lên nha. Mát rồi luôn. Rồi máy móc mình canh chỉnh thì nó im hơn. Rồi, gió nó thổi rất là mát nè. Ở nhà vậy đó, thấy không? Cái lượng gió nó thoải mái hơn cái quạt zin nhiều lắm nha anh em. Đây vèo vèo. Thấy không? Chỉnh chỉnh lại máy hết. Nó gắn cái quạt lớn á, thường cái nước dây nhiệt á, thường nó dưới cái mức này nè, không có đến mức giữa. Nó mát hơn quạt zin nhiều lắm. Để anh trước rồi cho hút qua coi. Thắt 300 khi mình làm nồi lọc gió láp làm cho nó hết kêu cọc cọc hết hú luôn, cứ làm két nước với quạt cho nó hết nóng nó mát hơn, làm rất là im luôn. Nó kêu cọc khó chịu lắm. Rồi, ok. Đây, tục ngày bận rộn của anh em nha. Đặc ý 3 chiếc 300 mi, nồi vô, cái nồng tiền, radio,